Đây là chiếc hộp của nhà Jean-Paul Gaultier và mới một cái màu vàng khè. Chắc là các bạn biết là mình chuẩn bị nói tới chai nước hoa nào đúng không? Chính xác, đó là Le Male Elixir trên tay mình đây, với một cái màu cực kỳ lóa mắt, chói luôn. Và ngày hôm nay thì xin phép được chia sẻ cảm nhận sau một cái thời gian sử dụng em nó. Trước khi vào cái video thì mình phải nói rằng là nếu như các bạn nào mà không muốn xem cái video quá dài thì đây là chai nước hoa đáng mua nhất trong vòng 5 năm đổ lại đây của nhà Jean-Paul Gaultier. Đơn giản thế thôi. Và nếu như bạn quan tâm thì bắt đầu video nhé. Đầu tiên thì như các bạn đã biết, nhà Jean-Paul Gaultier đến nay thì họ đã đẻ ra khoảng tầm trên dưới 50 sáng tạo về mùi hương ở cái line hình người với cái phần body lộ rõ ra cái phần đó. Và có lẽ rằng là mỗi một năm thì đến hẹn lại lên. Đó là rất nhiều người hỏi mình: anh ơi, chai nước hoa này năm 2023, 2022, 2021 thì nó có đáng mua hay không? Và nếu như để lựa chọn thì mùi hương nào nó sẽ phù hợp với phong cách trẻ trung, còn những cái bản nào nó sẽ phù hợp với phong cách chững chạc hơn một tí. Cái câu hỏi đấy thì đặc biệt là trên nền tảng TikTok hỏi cực kỳ nhiều. Năm ngoái thì chúng ta có Le Beau Le Parfum, trước đấy thì chúng ta có Le Male Le Parfum rất nhiều. Nhưng ở cái phiên bản này thì cái đầu tiên mà chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy đó chính là về cái thiết kế của em nó. Màu sắc đã hoàn toàn thay đổi, khác hẳn so với những cái chai nước hoa flanker trước đây, với một cái màu vàng và ở cái phần thân này thì làm những kẻ sọc đen mà các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái lượng rui ở trong. Còn đối với cái phần vỏ lon này thì nó cũng được thiết kế màu vàng luôn để có thể có sự đồng nhất. Nhưng riêng cái phần thiết kế màu này nó làm cho chai nước hoa nổi bật hơn rất nhiều so với những cái thiết kế cũ như kiểu mình đang có ở đây là Ultra Male. Đó, đấy là phần thiết kế nhá. Một cái điểm nữa đó là cái chốt này thì bây giờ đã làm to hơn rồi. Đây, các bạn có thể giật ra nhảy. Cái chốt này nó cũng rất to, khác với những cái bản cũ của nhà Jean-Paul Gaultier. Chốt này có cảm giác như kiểu là cái chốt để làm vào cái móc chìa khóa vậy. Ông nào có đồng quan điểm không? Nhưng mà nhìn đẹp mà, đúng không? À, tiếp tới thì chúng ta sẽ đi về phần mùi hương. Thì rất đơn giản thôi. Đây, tôi sẽ lấy vài con ra mà tôi có. Đây là Le Male phiên bản gốc. Thì các bạn chỉ cần hình dung đó là Le Male. Chúng ta sẽ thêm một chút bạc hà, chuyên dung hợp với nhau thì chúng ta sẽ ra cái phần top note của Le Male Elixir. Đấy là một sự khác biệt khi mà những cái phiên bản như kiểu Ultra Male hay là Le Male Le Parfum thì cái phần lavender nó có lên không quá rõ rệt. Nhưng mà đối với cái phiên bản Le Male Elixir này thì nó giữ được một cái bay mùi lavender làm theo hướng hơi barber shop cùng với cái nét bạc hà, đẩy cái độ tươi lên hết sức có thể. Thì ở cái phiên bản Elixir, cái phần top note nó làm mình gợi nhớ rất nhiều tới cái người đàn anh đầu tiên được ra mắt từ năm 1990 mấy, mình không nhớ lắm. Nhưng mà chúng ta thấy có bóng dáng của người đàn anh xuất hiện ở trong cái phần top note của em nó. Tiếp tới thì các bạn sẽ nhận thấy cái mùi hương rất đặc trưng, đó là mùi ngọt của vanilla, mật ong hay là những cái mùi ấm đến từ đậu tonka. Đó lại là những cái bay mùi ngọt ấm nó sẽ xuất hiện ở trong chai nước hoa này. Và đó cũng là cái DNA rất đặc trưng của cả cái line hình người này của nhà Jean-Paul Gaultier. Và xác định rằng là nếu như bạn thích ngọt thì bạn hãy quan tâm. Còn nếu như bạn đã không thích cái nét quá ngọt, và thậm chí rằng có nhiều chai nước hoa nó có làm hơi hướng kiểu spicy lên rõ, thì mình khuyên rằng nhà Jean-Paul Gaultier các bạn không nên mua. Nói thẳng luôn là như vậy. Bất cứ một con nào trong cái line hình người này thì các bạn không nên mua. Đấy là quan điểm rõ ràng. Trừ một vài con đít rồi, như kiểu cái chai màu trắng mình đang có trên kệ ấy, thì cái màu nó cũng quá đặc biệt nên là nó cũng bị đít và mùi hương của nó thì lại rất là ngon. Nhưng mà bây giờ chai đấy thì cũng bỏ qua không nói nữa, tại vì bây giờ khá là khó kiếm. Thế thì cụ thể cái mùi hương vanilla cũng như là mật ong, thuốc lá ở đây có lên rõ hay không thì mình phải nói với các bạn ở đây có hai vấn đề. Đó là đầu tiên, mật ong ở trong này cùng với cái nét vanilla đậu tonka lên cực kỳ rõ. Nó sẽ làm cho các bạn nhớ tới đó là anh chàng Ultra Male, nhưng mà mới một phiên bản đậm đà hơn khá nhiều.
Và nếu như hỏi thuốc lá ở đây có không thì câu trả lời của mình rằng mình không hề thấy một chút thuốc lá nào ở trong này. Nhiều ông bảo là tôi thấy thuốc lá ở đây lên này, rõ cùng với mật ong. Nhưng mà thực sự nếu mà các bạn đã ngửi qua những cái combo thuốc lá mật ong rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là Lomeo Elixir nó không lên quá rõ rệt, mà sẽ chủ yếu là cái DNA của vanilla cùng với đậu tonka ấm xuất hiện như kiểu ở Uchamil, có bóng dáng ở trong này nhưng mà làm đậm và sáng hơn. Thì cái combo giữa lavender cùng với bạc hà này nó tạo cho cái mùi hương có độ xanh tươi sáng. Thì khi mà nó được kết hợp cùng với cái nét mật ong cùng với vanilla ở đây, nó tạo cho cái mùi hương tổng thể là cái gam màu của mùi hương này nó sáng hơn so với tất cả những cái phiên bản flanker trước đây của nhà Jean-Paul Gaultier, mà những cái phiên bản là các bạn dễ tìm ở Việt Nam nhé, chứ mình không nói là toàn bộ, tại vì nó thật là tôi cũng chưa được thử toàn bộ đó. Và thêm một cái nữa, nếu như các bạn đang lăn tăn về Uchamil hay là Lomeo Elixir ấy, thì ở Uchamil các bạn sẽ nhận thấy mùi cao su quế cực kỳ rõ rệt, nhưng ở cái phiên bản Lomeo Elixir này thì cái nét spicy và cái nét cao su quế nó gần như không có. Có thể nói luôn là các bạn sẽ không nhận thấy cái nét quế ở trong chai nước hoa này, mà chỉ đơn giản là tông lavender làm theo hướng kiểu barber shop tiệm cắt tóc cùng với bạc hà thôi, nên các bạn sẽ không thấy bóng dáng ở cái top note quế ở đây xuất hiện sang đây. Thế nên là với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là cái sự blend này nó sẽ làm cho cái mùi hương có phần dễ tiếp cận hơn với người Việt. Và khi dry down thì Lomeo Elixir nó cũng chả khác biệt quá nhiều so với những người đàn anh đi trước. Nhưng mà với cái phần mở đầu thì mình khá ấn tượng. Thế là mình đánh giá rằng trong vòng 5 năm đổ lại đây thì những cái phiên bản flanker của Jean-Paul Gaultier ở cái line người này thì mình không đánh giá cao. Nhưng đến phiên bản này thì mình lại rất khuyến khích các bạn, nếu như các bạn đang lăn tăn thì các bạn hãy mua chai nước hoa này. Còn nếu mà các bạn đang có những cái phiên bản như kiểu Lomeo Le Parfum hay là Uchamil thì các bạn dùng hết, các bạn nên đổi sang em nó. Tại vì sao á? Vì cái tính ứng dụng của nó sẽ rất là dễ. Vì cái tông mùi làm theo cái hơi hướng màu sáng, mặc dù là vanilla nhưng mà không quá bệt tối, là dày đậm kiểu cảm giác ngột hay là bệt, nên các bạn có thể mặc Lomeo Elixir vào rất nhiều dịp. Thậm chí rằng là mình nghĩ nếu như bạn nào thích một cái mùi ngọt mặc hàng ngày thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản này thay vì những cái phiên bản như kiểu là Uchamil hay là Lomeo Le Parfum. Thì khi mà cái hướng làm ngọt tối nó sẽ làm cho các bạn khó chịu nếu như là các bạn không có một cái tinh thần thoải mái hay là nhờ những cái ngày quá nóng, thì đây là một giải pháp tốt hơn. Và một cái nữa về em này đó chính là thực sự thì mình không thấy em nó có một cái độ tỏa cá ngào ngạt hay là khó chịu như là những cái phiên bản như Le Beau Le Parfum hay là Le Meu Le Parfum, mà cái độ tỏa ở đây nó chỉ đâu đó khoảng tầm hơn nửa cánh tay đến một cánh tay quay đầu thôi, thì nó cũng sẽ dễ chịu hơn nếu như các bạn có nhu cầu mặc hàng ngày. Còn độ lưu hương thì quá khủng rồi, Jean-Paul Gaultier luôn luôn làm tốt và giữ được chân khách hàng về cái độ lưu hương rất tốt. Trên da mình thì trung bình khoảng tầm 8 tiếng là rất ok. Có những cái bình luận ở trên Top Top ấy thì có bạn bảo là lưu 18 tiếng luôn. Các bạn ấy tắm xong bạn ấy xịt đến tận tối ngày hôm sau thì vẫn còn ngửi thấy mùi hương của em này. Thì nếu như bạn nào đã sử dụng qua thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận về cái độ lưu hương của em nó. Và nói thật là với tôi thì đây là một cái phiên bản có lẽ ngoài cái việc chỉnh sửa về cái việc blend mùi thì cái phần hiệu năng như vậy nó cũng sẽ phù hợp hơn với khí hậu của Việt Nam. Và cái mùi hương này nó cũng không bị làm theo hướng quá là già, tại vì thường những cái mùi tối thì nó mới làm cho cái mùi hương có bị phần hơi già, hơi trưởng thành với độ tuổi. Còn cái hơi hướng của Lomeo Elixir thì nó sẽ dễ dùng hơn nên nó sẽ trẻ trung hơn. Các bạn tầm 18 cho đến tầm 25, 27, thậm chí 30 tuổi các bạn hoàn toàn có thể mặc được mùi hương này. Và đây, nói lại một lần nữa, là cái phiên bản đáng mua nhất trong vòng 5 năm đổ lại đây. Và có lẽ sẽ làm một cái buổi phỏng vấn giữa Most Wanted hoặc là Lomeo Elixir cùng với những cái mùi hương như là Lomeo Le Parfum hay là Uchamil. Nếu như các bạn quan tâm thì mình sẽ đi quay phỏng vấn vào một ngày trời nó lạnh lạnh một tí. Tại vì thời điểm quay video này thì nhiệt độ nó vẫn đâu đó khoảng tầm 27 độ C. Mình nghĩ rằng là chưa phù hợp lắm để quay. Còn hỏi mình rằng mình có mua em này không thì mình không, tại vì đây không phải gu của mình. Nhưng mình lại rất recommend cho những người mới đặc biệt thích mùi ngọt và đến từ nhà Jean-Paul Gaultier, Lomeo Elixir.